Con gái thông báo lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung, ngày cuối cùng mẹ ở trần gian rồi siêu thoát. Mới đây, con gái Phi Nhung là Wendy Phạm và Gigi Phương Trinh đã livestream thông báo việc livestream cúng 49 ngày cho cố ca sĩ. Gigi nói, tôi xin thông báo, cháu Wendy, con gái Phi Nhung đã lập một kênh YouTube mới. Lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung tới đây, cháu Wendy sẽ livestream trực tiếp trên kênh YouTube đó. Mọi người yêu mến Phi Nhung cũng như cháu Wendy thì vào theo dõi kênh YouTube để ủng hộ cháu. Hiện tại, kênh YouTube của cháu mới có 20 người theo dõi. Wendy tiếp lời Gigi, sau khi mẹ mất, con giới thiểu một kênh YouTube là Phi Nhung và Wendy's Home. Thực ra kênh YouTube đó là của cậu ruột con lập để tưởng nhớ mẹ. Con chỉ mượn kênh YouTube của cậu để chia sẻ về tâm tư, tình cảm với gia đình khán giả. Bây giờ đã sắp 49 ngày của mẹ, con muốn làm một điều đặc biệt cho mẹ. Vì thế con lập một kênh YouTube mới để chia sẻ kỷ niệm, hình ảnh giữa con và mẹ Phi Nhung cũng như gia đình con. Còn kênh YouTube của cậu thì cậu quản lý. Kênh YouTube mới của con là Phi Nhung and Wendy's Official. Điều đặc biệt nhất ở kênh YouTube này là con sẽ livestream trực tiếp lễ cúng 49 ngày của mẹ tại Mỹ do mọi khán giả trên thế giới theo dõi. Đó sẽ là ngày cuối cùng mẹ ở lại trần gian trước khi siêu thoát. Con mới lập kênh YouTube này từ hôm qua nên mới có 20 người theo dõi. Trên kênh YouTube này con đã đăng một clip quay lại cảnh con rước tro cốt của mẹ Phi Nhung từ sân bay về nhà, rồi từ nhà tới chùa Huệ Quang. Clip này chưa từng được đăng tải ở đâu hết. Các kênh trên YouTube mới này đều do con tự làm. Con khoái làm mấy cái video đó lắm. Con xin thông báo luôn, gia đình con sẽ cúng 49 ngày cho mẹ vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 tới đây, theo giờ California. Lễ cúng bắt đầu từ 10 rưỡi sáng, kéo dài trong 2 tiếng. Sau đó gia đình sẽ mời khách ăn uống chung, khán giả nào muốn tới thăm mẹ Phi Nhung lần cuối hay thắp một nén nhang thì tới vào lễ cúng. Gia đình con sẽ ở đó tới 7 giờ tối để tiếp khách. Wendy nói xong, Gigi Phương Trinh lên tiếng. Mọi người thấy đấy, cháu Wendy tuy sinh ra ở Mỹ nên nói tiếng Việt như vậy là tốt lắm rồi. Dù còn nhiều từ cháu chưa biết nói, phải chèn tiếng Anh vào, nhưng cháu đã cố gắng rất nhiều. Thực ra tôi cũng chẳng hơn gì Wendy, thời bằng tuổi Wendy tôi cũng nói tiếng Việt ngọng nghịu lắm. Sau này tôi nói chuyện với người Việt nhiều, nhưng nhiều lúc vẫn có những từ bí tắc, bí tư. Cháu Wendy rất tâm huyết khi tự tay làm những video về mẹ. Cháu dồn nhiều tình cảm vào những video đó nên tôi rất bất ngờ khi cháu gửi cho tôi xem. Tôi chỉ góp ý với cháu Wendy là khi viết tiếng Việt nên có dấu để mọi người tìm cho dễ. Cháu ở Mỹ nên viết tiếng Việt không có dấu. Mong ai giỏi làm video YouTube thì chia sẻ, để cháu có những video đẹp hơn về Phi Nhung.